Mới đây, một clip ghi lại màn giao đấu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ ngay trong một ngõ nhỏ đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Chỉ vì ăn thua giành đường đi, đôi nam nữ đã lập tức xuống xe lao vào ẩu đả. Theo diễn biến từ camera hành trình ghi lại vào chiều ngày 1 tháng 5, chiếc xe ô tô màu trắng đang lưu thông trong ngõ thì đối đầu với một chiếc ô tô màu đỏ đi ngược chiều. Vì ngõ nhỏ nên hai chiếc xe đã khó di chuyển. Lúc này, người phụ nữ áo đen ngồi trong xe lên tiếng nói vọng ra: "Anh ơi, lùi cho em qua một tí." Thế nhưng, tài xế xe còn lại nhất quyết không nhường, xuống xe chỉ trỏ, buông lời thách thức người phụ nữ bằng những từ ngữ khó nghe. Sau một hồi tranh cãi gay gắt, người đàn ông mặc áo đỏ lên xe, ép xe trắng phải lùi lại. Tức giận, người phụ nữ áo đen bước xuống tranh cãi. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra ẩu đả. Nam tài xế không kiềm chế được đã dùng chân đạp người phụ nữ rồi liên tục đấm vào mặt cô. Mặc dù rất đông người dân trong ngõ tìm cách ngăn lại, vẫn không dừng được màn so găng giữa đôi nam nữ. Người đàn ông còn tìm một chiếc gậy dài định phang người đối diện. Người phụ nữ bị đánh đau nên đã rút giày cao gót dưới chân lên đập tới tấp vào nam tài xế. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân ở ngõ đã chạy tới can ngăn, mãi cả hai mới chịu dừng lại. Sự việc đỉnh điểm khi máu trên mặt người đàn ông mặc áo đỏ đã đổ ra khi xô sát với người phụ nữ. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi người dân xung quanh quyết liệt tách hai đối thủ ra. Cuối clip, đầu nam tài xế bị chảy máu, anh này đã dùng điện thoại chụp chiếc xe của đối phương. Không rõ vụ việc cuối cùng được giải quyết ra sao, tuy nhiên hành động bạo lực của đôi nam nữ nói trên khiến nhiều cư dân mạng lắc đầu ngao ngán và lên tiếng chỉ trích.